Biển báo cấm lưu thông này được chính quyền huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đặt ngay trên đường vào cầu Cây Cam. Nguyên nhân là do đường đi qua cầu Cây Cam bị ngập và nước chảy xiết vào sáng 31 tháng 10 năm 2019. Hiện có 3 xã bị chia cắt, gồm An Nghiệp, An Định và An Xuân. Đến bây giờ thì trên địa bàn của huyện Tuy An thì ngay ở chỗ cầu Cây Cam là nước ngập và chảy xiết, cho nên nó chia cắt cái vùng An Định và An Nghiệp, An Xuân. Lực lượng trực thì không cho bà con đi đến thấp trũng hoặc là nước chảy xiết, đảm bảo tính mạng. Tại huyện Tuy An, đường vào trạm xá xã An Định và Ủy ban nhân dân xã An Định cũng bị ngập sâu gần 1 mét. Tại đầu đường vào, xã đoàn An Định cũng đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm, cấm lội qua khi lũ tràn về, nước chảy xiết. Con đường này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm do người dân cố lội qua khi đường bị ngập.